cái hiện tượng cái bệnh lý xương khớp cho cái lớp mà thầy dạy tâm lý đó. Dạ, bị gai xương là do xương nó bị thoái hóa thầy, nên là nó phải mọc ra thêm để nó đỡ. Như, cho nên là nó đã thoái hóa thì nó đang tiêu xương bớt, chứ không phải là bị dư canxi nên là không được tính Nhưng là mà cái này do là thầy giảng đúng không? Thầy giảng hay ai? dạ em học bên bệnh học chưa? À, bên bình học. Tưởng đâu là thầy Ân giảng. Vậy là hình như thầy Ân chưa giảng cái này bên. Nhưng mà Ngọc Quế là có học thầy tâm lý Y Đức chưa? Dạ chưa thầy, em mới vô 1 tháng rồi thầy. À, chưa. Rồi, ok. Mà thầy muốn nghe những cái bạn nào mà đã học tâm lý Y Đức của thầy rồi á, để coi coi bữa thầy có giảng cái vụ mà bệnh lý xương khớp chưa bên bên kia. Em hôm bữa có học thầy nhưng mà thầy chưa giảng đến đoạn này thôi ạ. À? À, chưa giảng cái đoạn mà đây thầy có một cái slide đó. Slide của đây nè, slide này nè. Tâm lý bệnh nhân chiếm 50% thành công trên điều trị lâm sàng. Rồi có một cái ca nam 55 tuổi thì có thể là đợt đó thầy dạy nhiều lớp. Có lớp thầy giảng ca này, có lớp thầy giảng ca kia, thành ra cái ca 55 tuổi này chắc là thầy giảng bên lớp kia rồi, chứ chưa không có giảng cho lớp mình. Rồi, nhưng mà cái này chắc là nó hơi dài dòng. Chắc hẹn buổi sau rồi ha. À, tại vì cái tính thầy là thầy sẽ nói lại cho mình luôn nguyên một cái nhóm bệnh lớn luôn là bệnh lý xương khớp. Có bốn cái bệnh lớn như vậy đó, là thầy sẽ giải thích luôn cái vụ là gai xương. Và bữa nay mình chỉ cần biết là thừa canxi không phải là nguyên nhân gây gai xương nha. Thừa canxi không phải là nguyên nhân gây gai xương, cứ ăn thoải mái đi, đừng có để cho bệnh nhân ăn kiêng quá không có tốt. Thì bởi vì hồi sáng thầy có đưa ra một cái ca bệnh nè, cái bệnh nhân này đó được khi mà khám bệnh đo mật độ xương đó, nó ra hai cái chứng bệnh nè. Bệnh nhân đi khám và chẩn đoán là vừa loãng xương mà vừa gai xương luôn đó, thì không thể nào là dư canxi được, loãng xương nè rồi gai xương luôn rồi, đó là bệnh lý xương khớp. Thầy sẽ nói sau. Bây giờ thầy sẽ trả nợ cho lớp mình tiếp cái nội dung ngày sáng, đó là đái tháo đường và cao huyết áp. Thì một số cái câu hỏi nợ lại như sau. Tại sao tiểu đường và cao huyết áp nguyên tắc là khởi đầu là đơn trị? Đơn trị là gì thì sáng thầy nói rồi, và liều thấp nhất. Khởi đầu là đơn trị và liều thấp nhất. Và cái ca bệnh nhân 40 tuổi này nè, là thầy có điều chỉnh cái đơn thuốc. Thầy có điều chỉnh cái đơn thuốc một tí nha. Rồi bây giờ mình sẽ giải quyết cái tình huống bệnh này. Thầy sẽ trả lời rất là nhiều cái khía cạnh khác nhau, nhưng giờ thầy hỏi lớp mình là tại sao lại là đơn trị và liều thấp nhất mà không thể làm khác? Làm khác là sao? Làm khác là cho nhiều thuốc ngay từ đầu và cho liều cao ngay từ đầu. Đó là tại sao ta không làm vậy mà người ta phải làm giống như cái câu hỏi thầy đặt ra đó. Rồi bây giờ ai thử trình bày mấy này thầy giải thích rồi, mình cứ tổng hợp những cái điều thầy giảng lại là trả lời được. Rồi thầy mời Tiến Đạt phải không? Giờ tất cho chả tại nó có nhiều tiếp. Không. Cái đái tháo đường thì thầy giải thích về bệnh lý trước ha. Đái tháo đường thì nó có hai dạng, đó là bệnh lý đái tháo đường tiếp 1. Tiếp 1 là phụ thuộc insulin, có nghĩa là cái người này không có insulin. Và thường cái tiếp 1 này á, là nó phát bệnh rất là sớm và nó có cái yếu tố di truyền á, là dưới 40 tuổi là đã phát bệnh rồi và cái người này phải chích insulin. Cái điều trị là cái người này là phải chích insulin, tại vì cái đái tháo đường tiếp 1 này là đái tháo đường phụ thuộc insulin. Có nghĩa là người này không có insulin trong cái nội tiết. Thành ra cái người này là phải chích insulin. Là gì? Insulin là giúp cho cái chuyển hóa carbohydrate và giúp cho cái ổn định cái đường huyết. Insulin là nó làm cho cái đường huyết của mình nằm trong khoảng cho phép, được không? Đó là đái tháo đường tiếp 1. Còn đái tháo đường tiếp 2 á, là đái tháo đường không phụ thuộc insulin, có là cái người này vẫn có insulin trong cơ thể, không cần chích nữa tại nó có trong cơ thể rồi. Nhưng mà cái insulin trong cơ thể nó bị đề kháng, tức là nó không có cái phát huy cái hoạt động tối ưu của nó.
Thành ra cái cơ thể người này vẫn có insulin, trong cái nội tiết tố nó vẫn có insulin, nhưng cái người này vẫn bị cái đường huyết không kiểm soát được. Đó là tiếp 2. Thì cái nguyên tắc mà điều trị trong câu hỏi của thầy là tiếp 2 nha. Rồi, thầy giải thích lại một tí. Cái tiếp 1 là chích insulin. Và nếu bệnh nhân nào nặng lắm là vừa chích vừa uống, được không ạ? Chứ tiếp 1 mà bệnh nhân tiếp 1 mà nhẹ đó là người ta cho chích không à, người ta không có cho uống đâu. Còn cái mà cái ca 40 tuổi mà thầy nêu ra hồi sáng á, cái ca này là tiếp 2. Đó, thầy ghi rõ trong cái chẩn đoán đó. Là tiếp 2. Và cái điều trị tiếp 2 là mình dùng thuốc uống chứ mình không có dùng insulin đường chích. Là không có dùng insulin đó. Tại vì cơ thể người ta có insulin rồi, không có dùng insulin nữa mà dùng cái thuốc đái tháo đường mà đường uống, được không? Thì trong đó người ta mới có một cái nguyên tắc điều trị đó là khởi đầu là đơn trị liệu, tức là một loại thuốc và liều thấp nhất, chứ người ta không có khởi đầu bằng nhiều thuốc và liều cao. Đó là câu hỏi đó. Rồi, rõ rõ câu hỏi rồi phải không? Mà thầy đang hỏi là tiếp 2 chứ thầy không có hỏi tiếp 1. Tiếp 1 là bắt buộc rồi nha, tiếp 1 là không có thay đổi được, là phải chích thôi. Rồi, có ai có ý kiến gì không? Tại sao mình không làm khác cái nguyên tắc này? Nếu mình làm khác thì nó có nguy cơ gì không? Mình thấy được nguy cơ gì? Thì gần như mấy cái này là thầy đã giảng rồi. Thưa thầy, Mình cần nói theo em là riêng với hai cái này là bị tiểu đường và bệnh nhân bị cao huyết áp thì mình phải theo dõi, thì mình dùng một lần một thuốc hay nó là đơn trị, và đặc biệt đó, thì mục đích của mình điều trị là để hạ đường huyết cũng như là hạ huyết áp của bệnh nhân, cho nên là mình không được dùng quá liều sẽ gây tử vong, và hạ đường huyết thì và hạ huyết áp thì nó nguy hiểm hơn là nó nguy hiểm, nên mình phải dùng liều thấp nhất để mà theo dõi trước. Rồi, Dạ. ok, đó là cái cách diễn đạt của Nhật Tân. Bây giờ lớp mình có hiểu không ạ? À? Thầy hiểu đó, nhưng mà sợ sợ lớp không hiểu thì có quyền hỏi lại. Tại vì như thầy nói là cái môn này là kỹ năng giao tiếp. Nhiều khi mình nắm chuyên môn mình hiểu đó, nhưng mà nhiều khi mình nói á, thì cái người khác lại không hiểu. Mà thầy là thầy hiểu, là thầy hiểu là Nhật Tân nói gì đó. Còn nếu mà lớp mình có ai không hiểu ý thì có thể hỏi lại. Đó, rồi một lát thầy sẽ tổng kết lại. Rồi bây giờ đến ai? Tuyết Nhi đúng không? Rồi Tuyết Nhi có cái phát hiện thêm cái gì nữa không? Dạ thưa thầy, em nghĩ đơn trị là để cho bệnh nhân thích ứng được với cái thuốc đó, còn cái liều thấp nhất là nếu như đưa cho tình trạng sau này bệnh nhân bị loạn thuốc thì mình có thể tăng liều lên, còn nếu như mới đầu mình đưa vô cái liều cao nhất thì sau này bị loạn thuốc thì mình không thể nào tăng liều lên cho bệnh nhân được nữa. Rồi, đó là một cái ý đúng nữa đó, là một cái vấn đề là mình phải thấy được cái đó nữa. Rồi, bây giờ còn anh chị nào thấy nữa không? Thấy thấy cái vấn đề ngoài cái đó nữa không? Theo em Rồi. thì tiểu đường thì thứ nhất để cho đường huyết nó dẫn từ tử vong, nó sẽ bị dán vào co mạch máu. À, co mạch máu. Tùy tùy có cái đó là thuộc về cơ chế của thuốc rồi, thì có những thuốc nó gây co mạch nhưng mà có những thuốc nó cũng không có gây co mạch. Rồi, thành ra đó cũng là một cái phát hiện. Nhưng mà nó không phải là mọi trường hợp, nó có một số trường hợp thôi. Có những thuốc nó sẽ gây co mạch, những thuốc nó không gây co mạch. Tại vì nó có những cái cơ chế khác nhau đó. Rồi. Rồi bây giờ thầy sẽ tổng kết ha, bây giờ thầy ôn lại hồi sáng thầy có nói. Đối với cái thuốc đối với tiểu đường và huyết áp á, hạ nó nguy hiểm hơn là cao. Tại vì hạ là cái nguy cơ tử vong nó cao hơn. Đối với hạ huyết áp á, là mình không có thuốc trị luôn. Mà mình chỉ có một cái cách là mình truyền cái điện giải để nâng huyết áp lên. Mà trong cái quá trình mà mình đưa bệnh nhân đi bệnh viện, có thể người ta tử vong trên đường. Thành ra đó, nếu mà cấp cứu hạ huyết áp á, nếu mà có điều kiện á, thì đi rước một cái người y sĩ là được rồi.
Tại vì một cái người y sĩ là người ta đã biết truyền dịch rồi. Cho người bệnh nằm tại nhà và đi rước một bạn y sĩ hoặc là một bạn điều dưỡng tới chỗ đó để mà truyền dịch là nó tốt hơn. Còn nếu mà mình na người ta đi xa, mình đưa bệnh nhân đi xa, mình xốc mạnh tay, xốc tới xốc lui, có thể bệnh nhân sẽ tử vong trên đường đi bệnh viện đó. Đó là cái nguy hiểm của hạ huyết áp. Còn hạ đường huyết á, là cái não nó sẽ không có năng lượng hoạt động, là nó sẽ chết não. Hạ đường huyết mà mình cấp cứu trễ á, là bệnh nhân đời sống thực vật. Chết não là đời sống thực vật, rất là nguy hiểm. Còn cao huyết áp với lại cao đường huyết á, nó không nguy hiểm. Là tại sao nó không nguy hiểm? Tại nó có thuốc. Nó có thuốc làm cho cái đường huyết của mình hạ xuống, nó có cái thuốc làm cho huyết áp mình hạ xuống. Và hạ đường, nãy thầy nói cái hạ đường nó nguy hiểm, mà cái cách để mà giải quyết hạ đường là gì? Uống đường đó. Uống đường đó, thành ra một lát thầy sẽ hướng dẫn cho mình cái cách chăm sóc bệnh nhân tiểu đường luôn. Đó, bây giờ mình đang nói về nguyên tắc điều trị trước, giờ bắt đầu qua chuyên đề tiểu đường huyết áp rồi đó. Thầy sẽ không có dạng dạy bệnh học, không dạy theo kiểu bệnh học, mà dạy theo kiểu là tư vấn bệnh nhân theo dõi, điều trị tại nhà và thay đổi lối sống. Và dặn dò người ta những cái lưu ý gì khi mà chăm sóc tại nhà thôi, chứ không phải là dạy điều trị như như môn bệnh học. Rồi, nguyên tắc là khởi đầu, đơn trị và liều thấp nhất là nó như thế này nè. Mình nhớ cho thầy một số kiến thức liên quan như sau. Hạ nguy hiểm hơn tăng là một kiến thức liên quan. Kiến thức liên quan thứ hai là hồi sáng thầy giảng, cái nhóm thuốc này là có cái tính chất gì? Dễ bị dung nạp hay là dễ bị lờn đó. Đó là cái dữ kiện thứ hai mình phải nhớ. Rồi, bắt đầu đi trả lời cho câu hỏi này nè. Và một cái dữ kiện thứ ba nữa là ở Việt Nam mình á, là mình chưa có cá thể hóa điều trị được. Cá thể hóa trên điều trị là mình chưa làm được cái chuyện đó. Thành ra là ở Việt Nam mình là mình còn điều trị theo kinh nghiệm. Mình còn điều trị theo kinh nghiệm. Cho nên là mình phải ra, mình chấp nhận bệnh nhân chê mình dở. Mình chấp nhận bệnh nhân chê mình dở, mình phải theo dõi từ từ. Đầu tiên, theo kinh nghiệm tôi lấy đại một thuốc nào đó ra, hoặc là theo những cái khuyến cáo là cái thuốc này nó được nhiều bệnh viện dùng. Nó cái phản ứng phụ của nó ít, cái nguy cơ độc tính nó thấp chẳng hạn, thì tôi lựa chọn, tôi dựa vô những cái dữ kiện đó. Nhưng mà các anh chị nên nhớ, cá thể hóa điều trị mà có những bệnh nhân á, cái thuốc mà lành tính á, thì uống nó không đáp ứng, mà cái nhóm bệnh nhân này lại đáp ứng với những cái thuốc mà độc địa, thì cái đó mình phải chịu. Tại vì cơ bản là đầu tiên là tôi lựa cho bạn cái thuốc hiền trước. Mà bạn uống cái thuốc hiền này vô, bạn không có kiểm soát được triệu chứng, thì lúc đó tôi phải đổi qua một cái thuốc cái độc tính nó cao hơn. Là tại vì bạn đáp ứng với cái thuốc này thì bạn phải chịu thôi, đúng không? Là ở Việt Nam mình là điều trị kinh nghiệm là như thế, mình phải điều chỉnh tới lui như vậy đó. Thành ra đó là gì, khi mình cho đơn trị thì có thể là không thành công, có thể là mình điều trị cho bệnh nhân thất bại á, vì mình chọn không đúng thuốc cho cái người này không đáp ứng với thuốc này, nhưng mà mình lại chọn, hoặc là mình chọn cái liều thấp nhất này bệnh nhân không đáp ứng, nhưng bắt buộc mình vẫn phải cho liều thấp nhất, được không? Lý do bắt đầu giải thích cho chuyên môn nè. Nếu như mà các anh chị cho tấn công, là thầy sẽ nói có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là các anh chị phối thuốc, là các anh chị từ đầu là các anh chị cho hai thuốc tiểu đường luôn, hai thuốc huyết áp luôn, các anh chị cho cái bao vây kiểu đó đó. Hoặc là các anh chị cho một thuốc nhưng các anh chị cho liều cao, ví dụ như cái thuốc này nó cho các anh chị ba khoản liều, cái thuốc này nó cho các anh chị ba khoản liều, ví dụ như thầy nói là 5 10 15 đi, 5 10 15 đi, mà các anh chị lại cho liều 15 luôn, các anh chị lại cho liều 15 luôn, thì cái nguy cơ gì xảy ra? Nếu cái bệnh nhân này người ta uống cái phác đồ mà các anh chị cho là nhiều thuốc hoặc là liều cao đó, lỡ mà người ta bị hạ quá mức là người ta chết luôn. Giống như nãy nãy như Hiếu Vũ Hiếu Phạm nói cái đó phải không, là vô tình là người ta bị hạ quá mức, người ta bị hạ quá mức là không phải là 100% chết. Là tại vì sao? Có tùy người, thì cái người này họ uống cái liều cao đó vô, hoặc là họ uống hai ba thuốc vô là họ bị hạ quá mức,
là họ chết luôn. Đó là cái nguy cơ. Cho nên mình không được áp cái liều cao trước như vậy. Đó là cái lý do thứ nhất. Nhưng có những bệnh nhân á, nó hay như thế này nè các anh chị. Thay vì bệnh nhân này uống một thuốc và liều thấp nhất là đã kiểm soát được rồi. Là kiểm soát được rồi. Nhưng mà vô tình bác sĩ cho là hai thuốc và bác sĩ cho liều cao nhất luôn. Bác sĩ cho là hai thuốc và bác sĩ cho liều cao nhất luôn. Nhưng mà bệnh nhân này uống vô á, bệnh nhân này vẫn không bị hạ quá mức. Nghe kỹ cái tình huống thầy đã ân đặt ra nha. Bệnh nhân này uống là sai nguyên tắc, tức là uống hai thuốc, uống liều cao. Nhưng mà bệnh nhân này không có bị tuột quá mức. Không có bị tuột quá mức. Mà bệnh nhân này đó, cái giá trị của bệnh nhân này vẫn nằm trong cái khoảng cho phép. Có nghĩa là vẫn kiểm soát được cái triệu chứng. Hiểu tới đây chưa? Vậy thì thầy ân hỏi nè. Trong trường hợp này là được, là hợp lý đó, là cho vẫn được mà. Uống vô đâu có bị gì đâu, đâu có bị nguy cơ gì đâu. Nhưng mà thầy hỏi các anh chị nè, có nên làm như vậy hay không? Tại sao? Có nhiều ông bác sĩ ông nói đó, tôi cho như vậy tôi thấy bệnh nhân vẫn vẫn đáp ứng điều trị mà, đâu có vấn đề gì đâu, mà tại sao lại không cho tôi làm chuyện đó? Đó thì thầy mời các anh chị trả lời cho thầy là các anh chị nghĩ là có nên làm như vậy hay không? Rồi thầy mời Ngân Kim. Thưa thầy là không ạ, à, nếu như bắt đầu mới vô mà chúng ta dùng liều cao cho bệnh nhân á, thì sau này nếu có tái phát á, thì có dễ dẫn đến nguy cơ là lần thuốc thì khó dùng liều thuốc tiếp theo cho bệnh nhân ạ. Rồi đúng rồi, thầy cảm ơn. Tức là rõ ràng có nhiều người người ta ngụy biện kiểu đó đó. Tại vì khi mà thầy trên cái hội nghị mà cãi nhau đó vui lắm. Thầy nói là sao bạn làm bạn làm sai nguyên tắc quá, bạn mạo hiểm quá vậy? Thì người ta mới cãi ngược lại thầy. Người ta mới nói là tôi làm như vậy bệnh nhân có vấn đề gì không? Bệnh nhân có bị cái gì không? Có hạ quá mức không? Trong khi đó là tôi điều trị cái kiểu này là cái giá trị đường huyết, huyết áp người ta vẫn nằm trong khoảng cho phép, là vẫn đáp ứng điều trị mà. Vậy tại sao không cho tôi làm? Thì cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ giống như Ngân Kim nói là dung nạp. Bây giờ cái bệnh nhân này là người ta phải uống thuốc suốt đời nè. Mà mình tấn công cái kiểu đó đó. 5 năm sau nếu như cái lối sống người ta tốt nó còn đỡ. Nếu mà lối sống người ta tốt á, là các anh chị biết là nó sẽ đáp ứng thuốc tốt hơn. Có nhiều người á, thuốc tiểu đường là thầy ân cho uống một thuốc liều thấp nhất mà người ta ôm cái đó người ta uống 10 năm người ta không tăng thuốc đó các anh chị. Một viên thuốc liều thấp nhất mà người ta uống 10 năm người ta không tăng liều luôn. Là tại vì bệnh nhân này là thầy ân hướng dẫn cái lối sống rất là tốt. Và gần như người ta chỉ giữ cái thuốc đó người ta uống mà thôi. Không có bị tăng liều luôn á. Nhưng mà mình phải chừa cái đường lui cho bệnh nhân. Nếu mình áp cái kiểu này mà mình cải chài cải cối á, mình cho bệnh nhân dùng cái kiểu này á, mai mốt mà lỡ bệnh nhân bị dung nạp 5 năm sau, bệnh nhân bị dung nạp là mình phải tăng liều. Mà tăng liều đến liều tối đa rồi mà vẫn không kiểm soát được, lúc đó mình phải phối thêm 3 thuốc, 4 thuốc. Mà phối kiểu đó thì còn cái gì nữa gan thận. Phối cái kiểu đó thì còn cái gì nữa đâu mà gan thận. Tác dụng phụ rồi tốn tiền nhiều hơn. Nếu mà mình uống nhiều thuốc hơn thì mình tốn tiền nhiều hơn. Phải sáng giảng rồi đúng không? Đó là cái nguyên tắc nó là như thế. Được không? Đơn trị và liều thấp nhất. Chấp nhận bệnh nhân chê tôi dở. Tôi điều trị cho bạn một thuốc liều thấp nhất. Uống đi một tuần. Có thể mua cái máy đo về đo luôn. Tại mấy cái bệnh này mãn tính nó không có hết. Sắm cái máy đo luôn, một cái máy đo huyết áp, cái máy đo đường huyết luôn, sắm để tại nhà luôn, khỏi mắc công đi ra trạm y tế đo. Rồi thì cứ theo dõi cho tôi. Nếu mà uống cái thuốc tôi cho mà cái giá trị nó vẫn nhảy, nhưng mà lối sống phải tốt nha, hướng dẫn lối sống, nó vẫn nhảy thì lúc đó tôi sẽ tính toán là có hai cách làm. Thứ nhất là tôi đổi thuốc khác. Tôi đổi thuốc khác vẫn giữ liều thấp nhất. Cách giải quyết thứ hai là tôi giữ cái thuốc cũ nhưng mà tôi tăng liều lên cái khoảng liều thứ hai, cái nấc liều 2. Và vừa uống tôi cho uống một tuần. Và trong quá trình uống là tôi cho đo lại, tôi cho theo dõi lại cái giá trị đường huyết cũng như cái giá trị huyết áp. Nếu như tôi tăng cái khoảng liều nấc 2 mà nó đáp ứng là tôi giữ nguyên cái thuốc này mãi mãi, tôi tư vấn lối sống cho bệnh nhân tốt, thì có thể là 10 năm bệnh nhân vẫn không bị tăng thuốc.
Thì thầy muốn hỏi thêm một câu là người nhà của các anh chị trong lớp mình nè, có người nhà bị huyết áp tiểu đường chưa? Chắc thì chỉ mới bị rồi. Có ai phát biểu gì không? Anh như gì nữa chị bé nhất, nhìn đây. À, các anh chị nào đang bật mic tắt mic giùm thầy nha. Rồi. Đó, mình coi cái người nhà mình học cái ngành này là mình không phải là học thuộc lòng, mà mình để ý trong cái bạn bè thân quen, người quen, người thân của mình có những cái bệnh lý thì mình hay quan tâm. Coi người ta đi khám làm sao, bệnh viện nói làm sao, bệnh viện cho thuốc gì, đúng không? Rồi cái lối sống người ta làm sao, người ta tuân thủ thuốc tốt không? Mình học từ những cái đó đó thì mình mới giỏi nhanh, mình mới tiến bộ nhanh. Không phải là bệnh viện nào nó cũng làm là tối ưu đâu. Nó có nhiều cái chi phối như thầy giảng ngày sáng là gì? Là lợi nhuận, là danh số, là cái này kia nọ đó. Nó tác động qua lại thành ra chưa chắc là người thầy thuốc nào cũng có cái tâm. Nhưng mà nguyên tắc của giao tiếp là bình đẳng và cởi mở. Mình cởi mở, mình tiếp thu nhiều nhiều thứ, nhiều chiều, nhiều nơi. Đó, thì lúc đó là mình sẽ rút, mình đúc kết ra được những cái kinh nghiệm cho bản thân mình. Nhưng mà kinh nghiệm đó nó phải có cái cơ sở khoa học, chứ không phải là cái kinh nghiệm theo cái kiểu là cái chủ quan của mình nhiều quá, cái cực đoan của mình nhiều quá thì càng học càng dở đó, đúng không? Kinh nghiệm mà phải cởi mở, phải có bằng chứng thì mình mới nghe. Rồi mai mốt có cái mới, cái bằng chứng mạnh hơn cái cũ thì tôi sẵn sàng bỏ cái cũ để tôi chuyển qua cái mới, chứ không có khư khư giữ một thứ mà giữ hoài thì nó sẽ không có tiến bộ. Rồi đó là cái cách mà thầy giải thích cái nguyên tắc và cái cách theo dõi. À, cái thời gian bệnh nhân mới phát bệnh như cái ca 40 tuổi này nè, rất là khó. Mình phải theo cái bệnh nhân này khoảng 2 tháng á, thì mình mới biết được là mình chọn cho bệnh nhân này một cái liệu trình ổn định nhất và mình cho người ta giữ cái này luôn mãi mãi. Và 5 năm, 10 năm sau nếu nó có những cái trục trặc, tức là cái triệu chứng nó kiểm soát không tốt nữa, thì lúc đó mình mới đánh giá bệnh lại và mình thay đổi một cái liệu trình điều trị mới. Được không ạ? À? Rồi đó là nãy giờ giảng lý thuyết thôi, giải thích cái lý thuyết cho lớp mình. Bây giờ thầy cho một cái ví dụ nè. Là một cái ca hồi sáng là nam 40 còn trẻ, bây giờ cho một cái ca nữ đi. Nữ 50 tuổi bị lên tăng xong, tức là khi mà say sẩm mặt mày rồi lên huyết áp đó, mới chạy ra cái nhà thuốc bên cạnh nhà đó, nó có cái đo miễn phí á. Nhà thuốc nó hay có cái đo huyết áp miễn phí cho dân á. Thì cái cô này cổ chạy qua nhà thuốc cổ đo, thì bên nhà thuốc nó nói là cô bị cao huyết áp rồi, cô tranh thủ đi khám đi. Cái cổ cũng không đi khám mà cổ ngồi nghỉ, cổ nghỉ ngơi một hồi cái nó hết. Cái 2-3 bữa sau cái nó lên một cái cơn nữa, say sẩm mặt mày nữa, thì cổ mới chạy qua cái nhà thuốc cổ đo nữa. Thì cổ bị như vậy vài lần, thì sau đó mới có một cái người kêu cổ đi khám, mà người ta giới thiệu, người ta nói là ở trên Thủ Đức có một cái ông bác sĩ đó rất là giỏi, nổi tiếng vô cùng luôn, cả cái quận Thủ Đức là đi khám cái ông đó hết. Thì cổ nghe người ta đồn khen giỏi, cổ mới đi khám. Thì khi đi khám ra là ổng cũng đo thôi, ổng đo huyết áp, rồi ổng hỏi vài câu sơ sơ vậy đó, chứ đâu làm xét nghiệm gì đâu huyết áp mà. Thì ổng chẩn đoán luôn là cổ bị cao huyết áp, chưa có tiểu đường nha, cao huyết áp thôi. Kê cho một cái đơn thuốc 3 thuốc. Kê cho một cái đơn thuốc 3 thuốc. Về nhà, tại một ngày uống có một lần thôi à các anh chị. Huyết áp là thường là người ta cho cái loại uống một ngày có một lần à, cho nó dễ tuân thủ đó. Thì về nhà là cổ uống cái liều thuốc đầu tiên vô là cổ ngất xỉu. Cổ ngất xỉu luôn. Rồi cái cô này cổ neo đơn, thành ra cũng không có ai quan tâm nhiều. Thì để cổ nằm cổ ngất xỉu, rồi người nhà cũng không có đem đi cấp cứu gì hết, thả cho nằm hồi cổ tỉnh dậy. Khi cổ tỉnh dậy là cổ sợ, cổ khủng hoảng tinh thần, cổ mới lấy nguyên cái bịch thuốc đó cổ quăng bỏ vô sọt rác luôn. Và cổ mới hỏi thầy, cổ mới hỏi thầy. Đó, thì giờ thầy ngưng ở đây một tí nha. Thì các anh chị thấy là cái lý do tại sao cái cô này cổ uống cái liều thuốc đầu tiên vô là cổ xỉu luôn đó, là tại vì mấy thuốc à, 3 thuốc huyết áp, cho 3 thuốc huyết áp. Thì khi cô hỏi thầy là cổ mới đưa cái đơn cho thầy coi, thì thầy mới nói là thôi đừng có áp dụng cái đơn này,
thuốc nó mạnh quá, cô bị xỉu là tại cái thuốc nó hơi mạnh. Thầy trả lời vậy đó, cái cách nói với người dân mình nói bình dân. Bây giờ là thầy điều trị cho cổ là thầy cho có một loại thuốc thôi. Thầy cho đúng một loại thuốc thôi và thầy cho cái liều thấp nhất là thầy cho có 5mg thôi, là amlodipine đó. Thì cho cổ uống mỗi ngày một viên vào buổi sáng mà uống đúng giờ. Rồi bây giờ thầy nói hướng dẫn các anh chị cái cách cho lối sống luôn nha. Huyết áp tiểu đường á, là cái thuốc này là mình phải uống đúng giờ. Một ngày có một lần à. Nhưng mà uống đúng giờ tại vì nó không có quan tâm cái bữa ăn lắm. Ông no đói gì uống cũng được. Thành ra đó là mình quy định luôn sáng mấy giờ mình uống là mình cứ đúng giờ đó mình uống. Thì mình mới kiểm soát tốt được cái giá trị. Chứ một bữa mình uống sớm, một bữa mình uống trễ á, là nó nhảy, nó không kiểm soát được cái triệu chứng. Đó là về cái vấn đề uống thuốc, được không? Cho cổ uống buổi sáng mỗi ngày một viên, uống con lần thôi, và cho cổ uống cái đó là một tuần và theo dõi cái huyết áp hàng ngày. Thì khi thầy theo dõi thì thầy thấy là huyết áp của cổ đưa về cái bình thường. Thầy giữ cho cổ uống cái thuốc đó luôn. Thì khi mà cổ uống được 6 tháng đó, cổ uống được 6 tháng và cổ đo huyết áp, theo dõi liên tục, cổ thấy là cái huyết áp của rất là đẹp. Thì cổ có hỏi thầy một câu là bây giờ là cô ngưng thuốc được hay không? Rồi các anh chị trả lời dùm thầy câu này được không ạ? Mấy cái thầy nói là các anh chị có từng gặp ngoài thực tế chưa? Cổ hỏi thầy đó, cổ uống thuốc của thầy được 6 tháng là cổ có hỏi thầy là cổ nói huyết áp cô đẹp lắm, 6 tháng nay là cô đo huyết áp đẹp lắm, thì cô có thể ngừng thuốc huyết áp được hay không? Dạ. Dạ thầy em được không? Rồi thầy mời ai đi. Nhật Tân trước đi ha, rồi. Dạ theo em thì khi mà huyết áp đã ổn định sau một quá trình vài tháng mà cô đó dùng thuốc thì nên tiếp tục sử dụng thêm một thời gian nữa chứ không được ngưng đột ngột. Dạ theo em là như vậy. Rồi không được ngưng. Rồi có ai có ý kiến gì nữa không? Nói mà ca 40 tuổi thầy kể cho lớp mình nghe sáng là cũng là ca mới phát á. Mới đi khám vô tình phát hiện luôn đó. Rồi thầy mời Hiếu Phạm hả? Rồi có ý kiến gì với cái cô 50 này không? Đi sau tháng. Ủa. Hả thầy không có nghe rõ. Em thì cô ấy phải được sau 6 tháng ổn định cái app này có thể ngưng được ạ. À có thể ngưng được. Rồi. Thế là em trả lời được không thầy? Rồi thầy mời cứ trả lời thoải mái đi nghe, đừng có ngại. Dạ dạ thưa thầy là huyết áp á nó thuộc là một cái bệnh mãn tính, có nghĩa là bệnh lâu dài, và cô này thì đã trên 40 tuổi rồi. Thì ở cái độ tuổi này á, khi mọi người mà mắc huyết áp á, họ ngưng thuốc huyết áp thì nó rất là ảnh nguy hiểm. Tại vì trong cái đợt dịch nên này thì em có được rất là may mắn thì em có đi chống dịch và em có trong cái tổ y tế cộng đồng. Thì cũng có xử lý rất là nhiều cái trường hợp mà người lớn tuổi họ bị mắc Covid và họ tự ý ngưng thuốc huyết áp. Thì cũng rất là tiếc, thì em cũng đã được chứng kiến một cái trường hợp là họ bị tử vong do họ có bệnh nền huyết áp. Và họ tự ý ngưng thuốc trong một khoảng thời gian mà họ điều trị là một năm trời rồi. Và họ tự ý ngưng và họ bị mắc Covid thì sáng chuyển thì đến trưa họ là mất. Thì em nghĩ là không nên ngưng thuốc huyết áp. Cái đó là lên tăng xong đó là coi như là, nhưng mà thầy nói hạ là cái nguy cơ tử vong cao hơn tăng đó. Nhưng mà ở đây là một cái ca là Gia Phúc nói là bệnh nhân có bệnh lý nền là huyết áp, và do có thể là người ta mua thuốc khó khăn giai đoạn này, cách ly này kia kia nọ, rồi người ta thấy nó lu bu khó khăn quá thôi, người ta thấy người ta ngưng luôn. Thì tại vì nãy giờ thầy đưa cái ca 50 này ra là nó có rất là nhiều trên thực tế luôn á nha các anh chị. Tại vì người ta nói trời ơi cái viên thuốc nó nhỏ chiếu, nó có một chút xíu vậy mà quan trọng cái gì, uống không được, uống cũng được, không uống cũng được. Đó, cái tâm lý bệnh nhân mình nó hay nghĩ cái chuyện như vậy. Thành ra là thầy muốn điêu cái ca này ra để cho mình học hỏi thêm cái chuyện đó. Đó, tức là ý kiến thì cũng có người nói ngưng được, có người nói không ngưng được. Nhưng mà thầy xin đính chính một xíu về cái ca của Gia Phúc nói á, là bệnh nhân của Gia Phúc chứng kiến á, là cái tiền sử cái bệnh lý huyết áp kéo dài hơn. Nha, nó khác. Nó khác với cái ca mà thầy đưa ra là cái cô này là cổ phát và cổ uống một cái liều đầu tiên, cổ xỉu rồi thầy điều trị cho cổ 6 tháng và cái huyết áp của cổ rất là tốt. Nó sẽ khác với cái ca của Phúc nói đó, được không?
Rồi, thành ra là nói chung ý kiến là nãy giờ là đúng hết. Nhưng mà một lát thầy sẽ tổng kết lại sau là thế nào. Mỗi người có một cái ý đúng hết và chúng ta phải kết hợp với cái ngữ cảnh nữa, tức là với cái từng cái bệnh nhân, chứ không phải là bệnh nhân nào cũng giống nhau đâu. Đương nhiên cái ca của Gia Phúc nói rất là nguy hiểm. Cái ca của Gia Phúc nói mà ngưng thuốc huyết áp là nguy hiểm đó, là nguy hiểm đó. Còn cái ca của thầy á, cái ca 50 tuổi của thầy, cái cô này á, thì nếu mà có ngưng á, không nguy hiểm giống như như cái ca của Gia Phúc đâu. Nhưng mà thầy không có nói là ngưng được nha. Hồi nãy giờ thầy chưa nói là ngưng được hay không ngưng được nè. Thầy chỉ đang hỏi ý kiến của lớp mình thôi, để cho mình có một cái tò mò, một cái gọi là một cái suy nghĩ đắn đo, rồi sau đó thầy tổng kết lại. Và mình đừng sợ mình nói sai, mình có những cái suy nghĩ mình thấy là mình cứ nói nha. Như vậy đó mới gọi là hấp dẫn, đúng không? Chứ thầy nói hoài cũng không có gì hấp dẫn hết. Rồi bây giờ quay lại cái ca của cô này. Nhớ nha, tập trung ca của cô này là nghe những dự kiện của cô này, đừng nghe dự kiện của bệnh nhân khác. Rồi, thì cái cao huyết áp á, thứ nhất cái cô này bị vướng là cái tuổi cổ cao là 50. Còn cái ca hồi sáng thầy nói là nam 40, mình phải dựa vô dự kiện tuổi tác nữa. Cái này thì khi nào học bệnh học chú ý mấy cái đó giùm thầy ha. Bệnh học người ta phân tích kỹ hơn. Còn thầy là thầy chỉ phân tích về giao tiếp thôi. Ca của cô này ngưng được như các anh chị. Ngưng được. Nhưng mà không phải là ngưng là như ca của Gia Phúc là ngưng tự ý ngưng luôn. Mà ngưng trong cái sự theo dõi. Ngưng trong cái sự theo dõi. Tại sao thầy Ân nói là ngưng được? Tại vì nó như thế này nè. Đối với cái cao huyết áp á, là nó có nhiều nguyên nhân. Đôi khi nó chỉ là cao huyết áp cấp tính thôi các anh chị. Nha, rồi bây giờ nhìn nè. Rồi, hết chỗ gõ rồi. Cao huyết áp có nguyên nhân và cao huyết áp vô căn nguyên phát. Thì cái cao huyết áp nguyên nhân á, nó có rất là nhiều nguyên nhân. Có thể là nhiều khi mà các anh chị bị stress, bị lo lắng, lo âu gì đó, có khả năng huyết áp các anh chị vẫn cao. Hoặc là các anh chị vận động mạnh. Ví dụ như có một số người mà đi chích ngừa, người ta không chích đó, đi chích ngừa Covid á, đi vô cái chỗ trạm y tế là tim nó đập thình thịch. Rồi cái nhân viên người ta ra, người ta đo huyết áp, nhịp tim, người ta thấy rồi đi về, không cho chích. Rồi sau này thành phố Hồ Chí Minh mới sửa lại cái chuyện là không đo huyết áp trước khi chích nữa đó. Mình có biết cái chuyện này không? Tại vì đo huyết áp trước khi chích là rất nhiều người không được chích, đuổi về hết. Thành ra sau này thì bên y tế người ta nói là trời ơi, cái huyết áp nó đâu có liên quan gì tới cái vụ Covid đâu. Thành ra bây giờ là hủy bỏ cái quy định đó, là cứ vô chích là chích chứ không có đo huyết áp gì như lúc trước nữa. Thì thành ra thầy muốn nói là cái cao huyết áp nó có những cái nguyên nhân, là có nguyên nhân. Thì khi mình đi giải quyết cái nguyên nhân đó là nó sẽ hết. Cái nguyên nhân đó là về tâm lý cũng có nè. Rồi coi như là vận động. Cho nên trước khi đo huyết áp là mình phải ngồi nghỉ ngơi 15 phút. Mới vừa đá banh xong chạy đi đo huyết áp liền thì thể nào cái huyết áp của mình nó cũng không có đẹp, được không? Phải ngồi nghỉ hít thở rồi cho nó thư giãn 15 phút mới được vô đo. Rồi, hoặc là một số cái bệnh lý thì mình phải loại trừ hai cái nguyên nhân này. Cho nên có những người, người ta bị cao huyết áp là mình chỉ cho thuốc uống, mình cho thuốc huyết áp uống thôi, nhưng mà mình cho người ta uống một thời gian là mình cho người ta ngưng đó. Nếu mình biết chắc là cái cao huyết áp này là có cái nguyên nhân gây ra mà người ta đang lên cái cơn cao thì mình phải cho uống thuốc. Nhưng mà cái này là uống thuốc gọi là tức thời thôi, uống theo đợt thôi. Cái đợt này lên nè là tôi cho uống, nhưng mà khi tôi giải quyết được cái nguyên nhân rồi thì tôi cắt thuốc. Cho nên cái ca mà bệnh nhân nam 40 tuổi hồi sáng mà thầy Ân chưa có cho uống liên tục, mà cái ca đó là thầy Ân còn theo dõi lại, là cái ca cái anh 40 này nè, là thầy sẽ cho ảnh uống một thời gian, là thầy sẽ cho ảnh cắt thuốc thử đó nha. Rồi, cho nên đó là nhưng mà cái cô này thì khác, cái cô này là tuổi cổ lớn, thành ra nó khác, được không? Mà thầy vẫn cho cô này ngưng thuốc nha. Thì nếu mà cao huyết áp có nguyên nhân là mình không cần uống thuốc suốt đời, mà mình đi tìm cái nguyên nhân để mình giải quyết cho bệnh nhân.
Rồi, bây giờ cái khó ở đây là cái sự phân biệt giữa cao huyết áp có nguyên nhân và cao huyết áp vô căn nguyên phát, nó rất là khó phân biệt. Tại vì là người ta nói người ta cao huyết áp thôi, mình đâu có hiểu rõ hết tất cả mọi thứ đâu. Mà vì mình không hiểu được chính xác ngay từ đầu, cho nên mình mới phải mò, mình phải phải mò, mình khảo sát thử. Đó. Thì cô này cổ hỏi thầy cái câu đó là cái mình phải nương theo tâm lý của người ta. Cổ đã mở miệng cổ nói cái câu đó thì có nghĩa là các anh chị đoán thử coi, trong lòng cổ là cổ muốn uống tiếp hay là cổ muốn ngưng. Mặc dù cổ hỏi thầy là huyết áp cô 6 tháng nay tốt lắm, cô ngưng được không? Mặc dù cổ có hỏi thầy là được không, nếu mà thầy nói được thì cổ ngưng, nếu mà thầy nói không thì cổ không dám ngưng. Cái ý cổ hỏi là cổ hỏi như vậy, cổ hỏi là được không, được không con? Cổ hỏi thầy như vậy, nhưng mà trong cái lòng cổ là cổ muốn ngưng hay là cổ muốn uống? Cổ đã muốn ngưng rồi. À, cái tâm lý cổ là cổ muốn ngưng, thành ra là mình phải biết nương theo cái tâm lý bệnh nhân để cho người ta dễ thương, người ta không bị khó chịu bởi mình. Thì thầy mới nói là cô ơi, thật ra cái tuổi của cô á là khả năng là cô bị cao huyết áp vô căn luôn rồi đó. Mà con nói cho cô hiểu nè, cái cao huyết áp mà do một cái lý do nào đó, ví dụ cô bị stress, cô bị rầu lo, thấy không, cô bị rầu rĩ, cô bị lo lắng về cái gì đó, nó cũng làm cho huyết áp cô tăng. Rồi cô có những cái bệnh lý khác nó cũng ảnh hưởng lên, mà con thấy là cô khỏe mà, cô đâu có bệnh lý gì đâu. Thành ra mà cái khả năng mà cô có cái huyết áp tức thời á, có nghĩa là nó tăng có một giai đoạn ngắn là nó hết á, thì cái loại huyết áp đó là cô ngưng thuốc được. Còn cái loại huyết áp mà vô căn đó là do cái nó cộng hợp từ cái lối sống của mình mấy chục năm nay. À, nó dẫn tới là từ cái mạch máu rồi cái chuyển hóa của mình vân vân. Nó làm cho mình bị cái chứng bệnh người ta gọi là cao huyết áp vô căn á. Thì cái vô căn là người bệnh nhân người ta khó hiểu, nhưng mà mình nói cái từ đó rồi mình giải thích. Là vô căn có nghĩa là cái tuổi cô là cao huyết áp như vậy, thì cái loại huyết áp số 2 này là cô ngưng thuốc không có được đâu nha. Nhưng mà thôi bây giờ cô ngưng thử đi, tại vì con cũng chưa có biết là cô là loại 1 hay là loại 2 nữa. Thành ra đó là cô cứ ngưng thuốc này đi, nhưng mà cô đo huyết áp lại giùm con được không? À, cô ngưng đi, cô ngưng thời gian đi, nhưng mà vô cô vẫn đo. Rồi nếu mà cô đo mà cô thấy nó ổn luôn đó, thì cô ngưng, có thể là cô ngưng được thời gian nữa. Mà lối sống cũng phải tốt nha. Lối sống thì lối sống bây giờ thầy chưa có nói, lối sống thế nào thầy chưa có nói, nhưng mà thầy nói là lối sống cô tốt đi, rồi cô ngưng thử đi, là cổ rất là vui. Cổ nghe thầy nói vậy cổ rất là vui. Nhưng mà cô này khi mà cổ ngưng thuốc là cổ bị thất bại. Cổ ngưng thuốc là cổ theo dõi cái đường, cái huyết áp một thời gian á, là cổ nói trời nó nhảy rồi con ơi, nó nhảy rồi. Nó giống như là có bữa nó hơi cao một chút. Thì cái thầy mới nói là, thầy nói rồi cô ơi, vậy là của cô nhảy rồi, thì cô phải uống, quay lại cô uống đi và cô yên tâm. Cái này là cũng có một loại thuốc à, và cái liều con cho cô cũng rất là thấp, tại vì cái lối sống cô rất là tốt. Thành ra là cô đáp ứng với cái viên thuốc này rất là tốt. Đó, thì từ cái chỗ mà cổ ngưng thử rồi thất bại, rồi sau đó cổ quay lại cổ uống tiếp, và tới bữa nay luôn, để thầy tôi coi mấy năm rồi. Cái năm đó là 2018. Năm nay là cổ nó mấy năm rồi đó, cổ mấy năm là cổ vẫn ổn nha. Là nhưng mà không ngưng thuốc được đó nha các anh chị. Rồi vậy các anh chị hiểu chưa? Hiểu cái ca này chưa? Đó là mình nói chung là các anh chị phát biểu này là đúng hết á. Nhưng mà mình phải nương theo cái tâm lý của bệnh nhân một tí. Và mình cũng phải biết cái coi như là linh hoạt trong cái vấn đề là từng cái ca bệnh nó sẽ khác nhau. Độ tuổi nè, lối sống nè, rồi coi như là cái tâm lý người ta, cái mong muốn của người ta như thế nào nữa. Và nếu mà cái giải quyết như thầy, nếu mà các anh chị là bệnh nhân, các anh chị có phiền thầy không? Có phiền lòng thầy không? Nếu mà thầy giải quyết kiểu đó đó. Tạm hài lòng. Ơi. Rồi, bây giờ thầy quay lại cái ca mà nói là ngưng huyết áp mà bị tử vong đó, thì thầy sẽ phân tích cái ca đó nó khác với cái ca của thầy ở chỗ nào. Cái ca đó đó là có thể hồi nãy thì thầy nghe bạn nào nói là đã uống huyết áp một năm gì đó, rồi cái đợt dịch này là tự ý ngưng thuốc và nó lên tăng xong thì tử vong luôn. Thì cái nguyên nhân tử vong thầy xin nói như thế này nè. Có thể là bệnh nhân này uống lâu hơn một năm, có thể là cái bệnh nhân này bị cao huyết áp là lâu hơn một năm. Lâu hơn chứ không phải là một năm thì cũng chưa có đến nỗi mà tử vong như vậy đâu. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là họ quá chủ quan. Có nghĩa là khi họ lên tăng xong á,
thật sự cái ca này nè, nếu mà có thể ngưng thuốc huyết áp được, nếu mà thật sự nói mới uống huyết áp một năm á, mà tự ý ngưng là không có đến nỗi tử vong đâu. Chỉ có một cái điều là thầy đang đoán đó là có thể là bệnh nhân này quá chủ quan đi. Khi mà tự ý ngưng nhưng mà lúc mà nó lên một cái cân tăng xong lại thì không có phát hiện ra. Nếu mà chỉ cần mà hiểu đó, nếu mà trước đó mà cái người cán bộ y tế mà giải thích như thầy Ân nói nãy giờ á, là người nhà người ta thừa hiểu. Nếu mà cái người này là đang lên tăng xong là người ta sẽ chạy đi mua cái thu viên huyết áp liền về cho nuốt vô liền tại lúc đó luôn, và cho bệnh nhân này nằm nghỉ, thì thầy nghĩ là cái cơn tăng xong đó nó sẽ xuống, chứ không có đến nỗi là bị tử vong, có thể là do bị vỡ mạch đó, được không? Cho nên là nếu mà cái giao tiếp nó quan trọng lại chỗ đó. À, mới học có hai buổi, buổi sáng với buổi này có nhận ra cái vai trò chưa? Tại vì nhiều khi mà bệnh nhân người ta hiểu được cái bệnh á, người ta theo dõi bệnh giỏi tốt hơn. Còn mình, người thầy thuốc, cán bộ y tế mà mình nói nửa chừng á, mình ăn nói, người khôn ăn nói nửa chừng, để cho người dạy nửa mừng nửa lo là mình rất là tội cho bệnh nhân. Nhiều khi người mình chỉ thấy bệnh mình điều trị thôi, và mình không có tư vấn cho người ta thêm những cái vấn đề có thể phát sinh trong cuộc sống, về lối sống, về cái vấn đề sử dụng thuốc, về những cái tai nạn bất cập có thể xảy ra trong cái quá trình bệnh nhân này ở tại nhà. Nó thành ra nó lại là khi người ta có cái sự cố xảy ra, người ta không giải quyết được, người ta không biết cách xử trí, sơ cứu tại nhà thì người ta chết. Nó là vậy. Thành ra hồi sáng cái sơ đồ bệnh thầy vẽ cho lớp mình đó, là thầy nói cái bệnh mãn tính là giao về cho dược sĩ lâm sàng và bác sĩ gia đình điều trị tốt hơn. Tại vì hai cái đối tượng này nè, người ta sẽ tư vấn cho bệnh nhân rất là nhiều cái tại gia đình. Còn cái ông mà bác sĩ lâm sàng mà điều trị cấp tính đó, là mấy ông lặng lẽ mấy ông làm không à, mấy ông có nói giải thích cho ai hiểu hết đó. Đó. Rồi, được chưa? Ổn định chưa? Đó, như vậy là nó khá đầy đủ về cái bệnh lý huyết áp tiểu đường rồi. Ở đây thầy không có dạy về điều trị ha, tại vì các anh chị cũng chưa có học dược lý. Thành ra là dạy điều trị cũng vô ích thôi. Mới muốn học dược lý thì sẽ biết là thuốc nào. Bữa nay thầy dạy nguyên tắc. Bữa nay là thầy dạy nguyên tắc điều trị, và thầy dạy cái tư vấn, cái cách nói chuyện, cái kỹ năng tư vấn cho bệnh nhân, và những cái lý do, những cái giải thích, những cái lối sống ha. À, xin lỗi, nãy giờ chưa nói lối sống, mà chỉ đang nói cái nguyên tắc điều trị thôi, và một số cái tình huống thực tế nha. Chắc chiều nay là không có nói kịp cái lối sống rồi. Rồi, như vậy rất là cảm ơn các anh chị đã chịu khó ngồi nghe thầy coi như là nói liên tục từ sớm tới giờ. Thì tạm biệt, cảm ơn lớp, tạm biệt và hẹn gặp lại thứ tư tuần sau nha. 7:30 thì các anh chị vô cái live này luôn được không? Dạ, ở mức thời gian tới giờ là thầy lên thầy dạy luôn, chứ không có ngồi mà đăng nhập rồi lỗi rồi nó rớt ra rớt vô hoài, thầy mệt lắm. Dạ. Vậy chiều nay có điệp danh không thầy? À khoan, trước khi chia tay chiều nay thì cho thầy đọc lại cái danh sách điểm danh một tí là hồi trưa thầy có bổ sung một số anh chị học ké như sau, thầy đọc lại nè. Anh chị nào chưa có tên trong cái danh sách học ké này là hồi nãy có một số anh chị nhắn tin cho thầy nè. Một lát thầy off cái này ra là mất hết tin nhắn. Thầy dắt lại nè. Anh chị nào học ké, nhắn tin vô Zalo dùm thầy 3 thông tin: họ và tên, mã số sinh viên, ngày tháng năm sinh bên Zalo đó. Số Zalo là 0963. Số Zalo đâu rồi, để thầy mở lại. Đừng có nhắn tin trên này mất á. Đây, số Zalo là 0963230785. Thầy sẽ bổ sung danh sách cho các anh chị. Không cần liên lạc nhà trường gì hết. Chiều nay là thầy thấy sĩ số lên 90 mấy luôn rồi đó. Vậy là còn nhiều anh chị chưa được bổ sung tên. Nhắn tin qua Zalo dùm thầy. Rồi thầy đọc lại tên của những anh chị mới bổ sung thêm nè. Nguyễn Văn Minh Nhí, Trương Nguyễn Ngọc Quế, Nguyễn Trung Tính, Nông Tuyết Nhung, Lê Đỗ Kim Ngân, Đinh Tiên Đồng, Hoàng Sĩ Nam. Đó là 7 anh chị thầy mới bổ sung. Rồi ai mà chưa có tên nữa thì nhắn qua Zalo. Bây giờ thầy sẽ đọc lại. Lớp cổ truyền 2000, lớp cổ truyền 112001. Anh chị nào có tên thì trả lời nha. Nguyễn Minh Khanh, Nguyễn Minh Khanh,
Tạ Xuân Trường, Võ Ngọc Khánh Linh, Trần Thị Mỹ Linh, Cao Trang Nghi, Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Thị Hiền Thanh, Nguyễn Thái Hiểu, Trương Gia Hân, Phương Thái Phúc, Tổ Quang Chuẩn, Đặng Gia Bảo, Nguyễn Thị Nhi, Nguyễn Thị Na, Nguyễn Hồng Diễm, Lê Thái Bảo, Tổ Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Thanh Hoàng, Nguyễn Đăng Hoang, Nguyễn Trọng Lâm. Rồi anh chị nào mà trong cái danh sách thầy đọc nãy giờ là không có ai hết phải không? Còn anh chị nào mà lớp cổ truyền này mà thầy không có đọc đó là thầy cho đi đủ đó. Là coi như thầy điểm danh hồi sáng rồi, thầy lấy kết quả hồi sáng luôn. Lớp cổ truyền 112002, Nguyễn Thị Trang Quỳnh. Dạ có. Vậy là Trang Quỳnh hồi sáng có đi không? Dạ không, hồi sáng tại em có việc nên là em không vô học được. À rồi, Võ Gia Nghiêm. Dạ em cảm ơn. Võ Gia có. Có. Võ Gia Nghiêm hồi sáng có đi không? Dạ không thầy. Lê Thị Phương Anh. Lê Thị Phương Anh. Vũ Thắng. Vũ Thắng. Nguyễn Thị Bình. Dạ có. Rồi, hồi sáng cũng không có luôn hả em? Dạ, dạ hồi sáng không đi học ạ. Hà Gia Nhi. Dạ có thầy ơi. Rồi, hồi sáng không có luôn phải không? Lê Quỳnh Chí Đại. Dạ có thầy ơi. Rồi, hồi sáng không có. Hồi sáng em không đi dạ. Trần Hạ Long. Trần Hạ Long. Nguyễn Thị Bích Mai. Rồi, đó là còn ai mà hồi sáng thầy điểm danh rồi là chiều nay thầy cho đủ đó. Rồi, bây giờ y sĩ 112001, Bùi Thị Tuyết Vân. Bùi Thị Tuyết Vân. Phạm Quốc Bảo. Dạ có. Vậy là Phạm Quốc Bảo hồi sáng không có hả? Dạ có mà ngủ quên thầy. Có ngủ quên. Vũ Nguyễn Quỳnh Anh. Vũ Nguyễn Quỳnh Anh. Lê Hoàng Quý. Lê Hoàng Quý. Dạ có nè. Thầy Hoàng ơi, Quý. Vũ Nguyễn Quỳnh Anh có nha thầy. Lê Hoàng Quý có luôn nhưng mà hồi sáng không có phải không? Dạ, em hỏi Lý thôi, không phải hỏi Lê. Lý Hoàng Quý. Dạ. Lâm Quốc Quy. Dạ. Lâm Quốc Quy có phải không? Dạ. Hồi sáng không có. Nguyễn Thế Anh. Dạ có thầy ơi. Hồi sáng không có. Phạm Thị Quỳnh Ngân. Dạ có. Nhưng mà hồi sáng không có. Phạm Vũ Hiếu. Phạm Vũ Hiếu. Trần Đức Nghĩa. Dạ em đây thầy. Là có Nghĩa phải không? Dạ em này Trần Đức Nghĩa có đó thầy. Rồi hồi chuyện qua em chích người cho nên sáng nay em bị sốt. Rồi nãy thì hiểu rồi. Nguyễn Phước Thọ. Không có. Rồi Thọ cũng hồi sáng không có. Rồi đó là lớp y sĩ 11. Nguyễn Phước Thọ hồi sáng có không? Alo, Nguyễn Phước Thọ hồi sáng có không à? Rồi, lớp y sĩ 112002, Lữ Thị Tiên. Lữ Thị Tiên có không à? Lê Tú Trinh. Lê Tú Trinh. Trần Thanh Huy. Trần Thanh Huy. Trần Công Chánh. Dạ có thầy ơi. Hồi sáng không có phải không? Dạ xem đi. Thầy ơi. Thầy ơi hình như lớp đi chỉ mà thầy đọc chưa hết đó thầy. Đoàn Thị Hà Thanh. Có không? Thôi ok, nãy ai nói cái gì thầy đọc chưa hết gì? Dạ hình như lớp y sĩ mà thầy đọc chưa hết danh sách đó thầy. Y sĩ 1 hả? Y sĩ 1. Dạ. Y sĩ 112001 đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Là
thầy chỉ đọc những người mà hồi sáng không có thôi, còn những anh chị nào hồi sáng mà thầy đọc mà có rồi là thầy đâu có